Dạ hello, lời nói đầu tiên Trần Anh xin gửi toàn thể tất cả các bà con, cô bác một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất nha. Kính thưa toàn thể tất cả anh chị em gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên Trần Anh lại tiếp tục giới thiệu về một mẫu xe, đó là con Genche anh chị nha. Con này sản xuất năm 2008, đồng sơn phong dáng của em nó bận cho em nó một cái áo màu trắng ngọc trinh, nhẹ nhàng đầy khuyến rũ luôn anh chị ạ. Một vòng tay yêu thương, trang nhã, thanh lịch, rất là mảnh mai luôn. Đó là Genche bản số 72A09633, đến từ thành phố Vũng Tàu, cho một thành phố biển đầy hải sản, đầy chỗ tắm biển du lịch luôn anh chị ạ. Đây là phong dáng của con Genche nè. Đồng sơn đẹp, xe không có một vết trời nha. Xe là bên Trần Anh cũng đưa qua công nghệ 4.0, xử lý và làm đẹp toàn diện trên chiếc xe rồi, từ nội thất gầm bề đến phần máy móc. Bốn vỏ tương đối là khá mới. Nhìn xe rất là gọn, rất là đều. Bốn cánh cửa là không có dấu hiệu đâm va, không có dấu hiệu là cấn đụng nha anh chị. Trải nghiệm cùng với Trần Anh về phần nội thất nè. Đây anh chị ạ, bốn cánh cửa rất đều nè, nắp capo nè, không có dấu hiệu lỗi nha. 72A09633, dòng xe Genche, mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó nằm tầm 7 lít thôi. Máy em nó là 1.5 nha. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, xài 4 cái bếp full. 4 vỏ nè. Tích hợp chủ nhà là 4 vỏ là người ta lên mâm xoáy hết cho em nó toàn bộ nè. 4 vỏ ở trong nè, còn tương đối là khá mới luôn anh chị nè. Đây anh chị coi nè. Đó, vỏ còn rất là mới nha, gầm bề ở trong nè. Không có một tí xíu mục mọt. Dòng xe này không chạy dịch vụ. Không có dịch vụ anh chị nha. Anh chị xem bốn cánh cửa rất là đều, phần phía dưới là phần sơn của nó rất là đều nha anh chị nha, không dưới được móp méo luôn. Anh chị coi khoảng cách cửa bên tài cánh sau chạy rất là đều đặn anh chị thấy không? Đó, một vòng xoay cho cuộc đời thật là êm ái luôn anh chị ạ. Bốn vỏ đẹp như nhau nha. Đây nè. Đó, bốn vỏ là tương đối đẹp luôn, anh chị coi gầm bề ở trong nè. Không có một tí xíu mục đâu. Bà con có bác lấy về và con có bác chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa. Đây là những sóng gân chạy từ phần phía đuôi đèn lên tới đầu nắp capo, không có dấu hiệu là móp méo nhé. Bên Trần Anh chỉ bán những mẫu xe đẹp, những mẫu xe tốt về phục vụ cho bà con cô bác thôi. Genche, biểu tượng của Daegu, bản SX, con này dòng bản đủ luôn nha. Hai cụm đèn nguyên bản theo xe nè anh chị ạ. À. Mới keng xà beng luôn. Hai bên là hai sóng gân chạy của em nó là rất là phẳng phiu trong cuộc sống luôn. Bốn cửa không lỗi, anh chị coi nè. Cửa nè rất là đều nè anh chị thấy không? Cửa không có dấu hiệu lỗi lầm nha. Bốn vỏ mới với nhau nè, bốn vỏ mới 80% luôn. Gầm bề ở trong nè, trong phần gầm nè. Không có một dấu hiệu mục mọt nhé. Đó, coi kiểm cho Trần Anh nhé. Không có một dấu tích mục mọt luôn. Màu trắng ngọc trinh. Rất là dễ thương. Nhẹ nhàng. Đầy sức khuyến rũ luôn anh chị ạ. Hai cụm đèn là nguyên bản theo xe nè. Đó, đèn này rửa nước nó bị hấp hơi nước một tí xíu, chạy xíu là hết rồi. Bốn vỏ đẹp như nhau nè, gầm bề ở trong nè, không có dấu tích nào mục mọt nhá. Đó, chị coi nè. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, đăng kiểm tháng 12 năm 2020. Đây là phần ghế tích hợp nè. Con này là ghế nỉ, chủ nhà tích hợp bọc cho em nó toàn bộ áo da 5D hết toàn diện rồi nè. Ghế 5D nhá, chủ nhà người ta bọc hết rồi. Từ phần bề ghế, những cái vân gai tay nắm là còn nguyên bản theo xe. Phần bề gác chân nè, bề gác chân nhựa nè, còn nguyên rin luôn nha anh chị. Ở trong phần thân cửa, toàn bộ là sơn rin hết nhá, vẫn còn chất sơn rin nè. Từng con tán bản lề không có gì chỉnh, khui ra chỉnh đâu. Hai bên nè. Đó, đây là phần ghế đẹp chưa? Bọc 5D rồi, rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mại luôn đây nè. Ghế 5D nè. Đó, mát xa luôn anh chị ạ. Côn số là nguyên rin theo nhà sản xuất nhá. Trang bị cho em nó có một cái màn hình, xe không dịch vụ nhá, không có khoan đục. Anh chị thấy phần tắp lô không? Những cái vân gai nè, không có dấu hiệu là khoan đục nhá. Nách cửa đẹp như nhau nè, không có dấu hiệu lỗi lầm luôn. Đó là một chiếc xe đẹp bên Trần Anh ô tô muốn giới thiệu và tung ra thị trường những mẫu xe giá cả hợp lý đến với tay người sử dụng, để cho bà con có một cái chiếc xe bà con đi keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè, không mất phân nào nè. Đó là chiếc xe gia đình anh chị không? Không một dấu tích đâm va. Chất sơn rin trong gân cửa vẫn còn nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Báo đèn mọi thứ tay nắm đây nè. Bốn cánh chính điện nha anh chị nha. Đó, đẹp keng xà beng luôn. Đây là anh chị coi nè, ốp giả gỗ hết toàn bộ nè. Học để đồ nè, mạc tem nè. Nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Đây nè,
không có một dấu hiệu khoan đục hay là chém đục trên chiếc xe đâu nha. Trần nỉ bọc chi lông cách nhiệt hết toàn diện rồi khoác lên cho em nó một bộ lông vũ rất là hoành tráng trong cuộc sống luôn. Màu trắng mang lại nhiều tài lộc, nhiều may mắn đến cho tất cả các bà con cô bác luôn nha. Bốn cánh cửa đẹp như nhau, không có dấu hiệu là lỗi lầm. Bốn cánh cửa này anh chị coi đẹp chưa? Đây nè, keo chỉ nè. Keo chỉ nguyên bản thay nhận xuất nha. Không có dấu hiệu là chạy chỉ lại luôn. Những sóng lường chất sân rin nè. Khóa cho em an toàn, mọi thứ chức năng còn đang hoạt động đây. Hai bên nè. Hai bên sóng lường cửa là không dấu hiệu là tông vai đây nè anh chị ạ. Không có dấu hiệu là móp méo trên chiếc xe nhá. Ghế ở phía trong nè. Tích hợp là bọc 5D hết toàn diện rồi. Đó, mẫu xe đẹp lắm. Anh chị, bà con cô bác mua về anh chị chạy thôi, giấy tờ, thủ tục hợp pháp đầy đủ cho anh chị, ký rút ok hết nha. Dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản theo sản xuất luôn. Phần phía sau là phần tay gối nè anh chị coi nè. Đó, phần học phía sau tay gối là hai loa nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, là kèo cột không có dấu hiệu đâm vai nha. Dây đai an toàn hai bên trụ A trụ B nè. Còn nguyên bản hết. Đây là dòng xe, mẫu xe phân khúc xe gia đình. Giá tiền hơn 100 triệu, keo chỉ trong nách nè. Đây là chỉ rin luôn nhá. Đó, chị thấy nách cửa không? Chỉ rin toàn bộ hết toàn tập luôn chị ạ. Con này tích hợp chủ nhà có trang bị loa súp nè. Loa súp dưới gầm rồi nè. Âm thanh ánh sáng nhạc nhóm thì Trần Anh nghĩ chắc rất là hay. Tại vì vô loa súp mà. Anh chị nào và con cô bác mua sở hữu alo cho Trần Anh. Bên Trần Anh dừng giao xe 63 tỉnh thành luôn nhá. Mua bán và trao đổi các mặt hàng xe xế cỏ, từ xe đời thấp đến xe đời cao. Mẫu nào bên Trần Anh cũng có hết. Đảm bảo cho anh chị về chất xe, đảm bảo cho anh chị về chất lượng khi anh chị nhận được một con xe bên Trần Anh ô tô. Đây là mặt ga lăng trước. Mặt ga lăng trước của con Daegu Genche nè. Được ốp inox hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Bản số 72A09633. Một thành phố nhiều niềm hy vọng, nhiều niềm mộng mơ trong cuộc sống. Nơi đây tình yêu bắt đầu anh chị ạ. Hai cụm đèn nguyên rin cho xe nè. Mới ken không có dấu hiệu trời chuột. Từ phần mặt cản nè anh chị coi nè. Từ phần mặt cản nè. Không có dấu hiệu là trời chuột luôn nhá. Lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Nắp capo những sóng gương chạy rất là đều đặn. Không dấu hiệu là tông vai, không dấu hiệu là móp méo trước xe nhá. Đó, đẹp chưa? Bốn cánh cửa tích hợp chủ nhà dán phim cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi, chống nóng luôn anh chị ạ. Bốn cánh cửa rất là đều nè, đó. Bốn vỏ đẹp. 80% mâm đúc hết rồi. Từ phần tắp bi cửa nè anh chị coi, tắp bi cửa bên tài nè. Rin nồi luôn. Keo chỉ nè, từ trên xuống nè. Từ trên xuống là không mất phân nào anh chị nha. Thẳng tưng luôn anh chị thấy chưa? Hai bên nè. Bề gác chân nè. Còn rất là đẹp, xe không có dấu hiệu bị chạy xước nha. Chất sân rin còn tương đối là khá nhiều trên chất Genche luôn. Anh chị coi từ con tán mảng lề nè. Con tán mảng lề là không có dấu hiệu được khui ra chỉnh lại nhá. Đẹp như nhau luôn. Ghế bên tài tích hợp nè. Tích hợp đã bắt 5D hết toàn bộ rồi, bọc 5D hết toàn diện vô lăng nè. Những cái vân gai trên vô lăng nè. Không có dấu hiệu là mục mọt, không có dấu hiệu là khoan đục hoặc chém đục nha. Dít ơi, xíu chạy xuống anh Sơn, lấy cái con Isuzu 204 chạy lên đây, anh làm giấy tờ thủ tục cho đi giao nha. Bên Trần Anh tiếp tục chuẩn bị đi giao xe tiếp ở chi nhánh 3 đây anh chị ạ. Đây là chi nhánh 2 tổng công ty mẹ anh chị nha. Đó, Trần Anh quản lý điều hành toàn bộ 3 chi nhánh lớn nhất trung tâm thành phố Hà Lộc. Anh chị chỉ cần tới anh chị alo, ai cũng biết Trần Anh hết đó. Thằng kia, mày trả cái bắt kiến lên. Cái bắt kiến đâu? Chú đội luôn à. Đó, phong diễn nè anh chị. Con Genche á. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp nha. Kính nè, kính chắn gió hơn trước nè. Còn mới ken xà beng à. Không có một vết chày xước luôn anh chị, thấy đẹp không? Xe cọp lắm. Bà con lấy về bà con chạy thôi. Đó là những mẫu xe phân khúc tầm trung mà Trần Anh muốn đưa ra và giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác. Trần Anh hạn chế bán những cái xe 20-30 triệu nha. Tại vì rất là nhiều anh chị hỏi Trần Anh là muốn mua xe 20-30 triệu. Anh chị ít tiền thì Trần Anh biết cảm nhận điều đó, nhưng mà bên Trần Anh vẫn có hỗ trợ cho anh chị thiếu luôn, không lãi suất luôn. Như những gì Trần Anh làm trên clip, em nói được, em sẽ làm được anh chị nha. Anh chị mua cái xe 30-40 triệu về, anh chị không chạy được đâu, anh chị nghe em. Anh chị mua về đảm bảo chắc chắn anh chị sẽ nằm đường.
và chắc chắn cái tiền mà anh chị sửa còn nhiều hơn cái tiền anh chị mua xe nữa. Mua cái xe tầm 70-80 triệu đổ lên chạy với được anh chị ạ, nó mới ngon được. Kênh mua bán hàng của em là uy tín 100%, không có bán xe tào lao, mà kể cả giá nó rẻ em cũng sẽ không có mua mấy cái xe về em bán cho anh chị đâu. Em bán cho anh chị thì chắc chắn em sẽ bán được đó, nhưng mà em bán được anh chị đến tay người sử dụng, anh chị chạy thời gian anh chị nằm đường ngay, rất là quan ngại, rất là lo lắng mấy vấn đề đó luôn. Trang bị trên con xe nè, lóc khóa mở cửa tự động từ xe hết nguyên bản rồi, không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa anh chị nha. Đây là để chừng anh test phần con game chair này cho bà con các bác xem. Đề nhẹ phát nổ máy rồi, những cái vân gai trên vô lăng là không có dấu hiệu phai mờ nhá. Đó là những mẫu xe đẹp bên trên anh ô tô đó, đèn còi nè rất là lớn, trợ lực lái là nhẹ tưng, trên đồng hồ nè. Em game chair này đi được 149.184 km rồi nha anh chị nha. Báo tu máy, báo đồng hồ, báo xăng, báo nhiệt đầy đủ hết. Đồng thời bên máy móc bên trên anh bảo dưỡng cho anh chị một năm. Đèn là rất là sáng nè anh chị thấy không? Đó, đèn cực kỳ là sáng luôn. Trên là có một cái đồng hồ báo giờ nguyên bản theo dòng Gencha nè. Dòng xe Gencha thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Mọi thứ chức năng ưu tiên, máy lạnh, vàng nóng, vàng lạnh, AC, gió trong, gió ngoài, sông kiến còn đang hoạt động hết từ E đến Z anh chị nha. Đó, đi mấy mẫu xe này thì bà con cô bác có thể yên tâm về chất xe, đi đường xa đường dài ok, không phải suy nghĩ đi 5-6 người mà sợ nằm đường kêu cứu hộ. Cái đó là cái điều quan ngại nhất của khách hàng, mà tâm lý của anh chị cũng vậy, cũng như Trần Anh thôi đó. Cho nên là Trần Anh bán những mẫu xe đẹp, những mẫu xe chất đến với bà con cô bác thôi. Còn mấy xe 20-30 chục Trần Anh không dám bán đâu. Trần Anh bán, Trần Anh mang tiếng, tội nghiệp Trần Anh nha. Đó, học gió học lạnh là nguyên bản, có thể nhận xuất nè, cái này có thể anh chị có thể điều chỉnh nè, điều chỉnh lên xuống trái phải nè, điều chỉnh được hết đóng gió nè, đóng gió là toàn bộ nè. Đó anh chị thấy chưa, hai bên là thân trụ nè, những cái vân gai hai bên thân trụ đẹp như nhau nè, không có dấu hiệu được cứng đụng tông va nha. Bên mẫu xe bên Trần Anh bán ra, Trần Anh dừng ở salon ô tô miền Nam chi nhánh 2 bên công ty mẹ, bao toàn bộ tất cả cho anh chị luôn về mặt pháp lý, giấy tờ, máy móc nha anh chị nha. Đồng thời bảo dưỡng cho bà con cô bác trên một năm hết toàn bộ nha. Côn số nè, côn số là không có dấu hiệu phai mờ nè. Đó, côn số không có dấu hiệu phai mờ luôn. Mọi thứ chức năng ưu tiên còn đầy đủ trên con xe, trợ lực lái rất là nhẹ luôn nè anh chị. Ngồi một chỗ xoay vô lăng nè, nhẹ nhàng, êm ái, đầy tình cảm, tràn đầy sức khuyến rũ trong cuộc sống. Đó là em Gencha sản xuất năm 2008, đời khá là cao, đăng kiểm còn một năm nha anh chị nha. Bốn cánh cửa chỉnh điện tương đối là mượt mà, núm nè, núm chỉnh gương nè, núm chỉnh gương chiếu hậu còn nguyên bản nhằn xuất nè anh chị ạ. Bốn cánh cửa nè, đó, chỉnh điện rất nhẹ nhàng luôn. Bên em còn rất là nhiều mẫu xe, anh chị đam mê về những mẫu xe bên Trần Anh thì alo cho em và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để mỗi lần Trần Anh đăng xe lên anh chị có thể xem được hết những mẫu xe bên em bán ra nhá. Mượt chưa, rất là mượt luôn anh chị. Đây ạ, trải nghiệm luôn phần máy cùng với Trần Anh nhá. Trần Anh sẽ luôn luôn tạo cho anh chị những cái cảm giác thân thương nhất, tốt nhất, hòa hợp với nhau nhất, là một gia đình luôn. Mở nắp capo lên em. Đó, máy móc là siêu đẹp nè anh chị ạ. Đây là phần thân trụ, đây là sóng gân của phần thân trụ. Coi xe coi dùm cho Trần Anh ở đây nha. Trần Anh vừa quay, Trần Anh vừa hướng dẫn anh chị cách coi xe luôn, coi xe về phần thân trụ nó có bóp méo hay không nha, để anh chị phân biệt được một cái xe nó bị cứng đụng, một cái xe nó bị xô trụ, một cái xe nó bị xô trụ A, xô trụ B và xô hai trụ sau nhá. Rất là nhiều cách coi nha anh chị nha. Đó, Trần Anh biết như thế nào thì cho em chia sẻ kinh nghiệm với bà con cô bác thôi. Mẫu xe đẹp, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, cực kỳ là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Hai cụm đèn trang bị theo nguyên bản, đó là đèn halogen truyền thống theo con Daegu Hàn Quốc nha. Nắp capo là trên nắp capo không có dấu hiệu là cứng đục, không có dấu hiệu là tông va trên nắp capo nha anh chị nhìn nè. Đó, nắp capo đẹp chưa, keo chỉ trên nắp capo nè. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, rất là tuyệt vời anh chị ạ. Hai bên sóng dằn nè, dằn trước của em nó nè, không một dấu hiệu đâm va nhé. Coi kỹ cho Trần Anh nè, không một dấu hiệu đâm va luôn. Hai bên kèo cột, thân trụ là còn đẹp nguyên bản theo nhà xuất nè. Từng con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại, nắp capo nè. Đó, keo chỉ nè, Ranger. Bà con lấy về chạy thôi, bình nước giải nhiệt nguyên bản theo nhà xuất đây.
dầu dầu côn nè, còn nguyên rin tích hợp là chủ nhà trang bị một cái bình mới rồi, trợ lực nguyên bản theo nhà xuất nè, đây là trợ lực rin nhá anh chị nè, con này là 1, 2, 3, 4, con này xài 4 cây bếp full, 4 cây bếp full nhá, máy nổ cực êm, từng con tán nè anh chị coi nè, từng con tán là không có dấu hiệu là khui ra chỉnh cam cò luôn, chất máy còn rất là đẹp nha, đây nè, từng con tán là không có dấu hiệu khui ra chỉnh bút xoa luôn, máy nổ thì thầm mùi xuân. Em này sở hữu cho em này là 1, 2, 3, 4 cây bếp full, bộ ga FI, bướm ga, tất cả đều hoạt động đầy đủ hết, bù ga. Riêng dòng Genche này anh chị yên tâm, anh chị thường thường hay lo lắng về vấn đề về bù ga thì bù ga không còn là nỗi đáng sợ đến với tay người sử dụng nữa. Đây là cục bù ga, cục bù ga này nó bị bù ga, anh chị thay cục này cho Trần Anh thôi là hết nhá, và anh chị vệ sinh lại thôi, hai cũng có thể làm được hết á. Máy móc nổ nè, mùa xuân đó có em, nơi đó chúng ta tìm về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống, forever luôn anh chị ạ. Máy nổ êm chưa, nhịp nhàng bước đi trên từng con phố thân quen nhá. Đây là Boe nè, cảm biến gió nè, đầy đủ trên chiếc xe nè, trụ cột nè, không có dấu hiệu đâm va hai bên nè, đẹp như nhau anh chị nha. Đây là máy nè, cực kỳ là chắc chắn nè, không có dấu hiệu đâm va cứng đụng nhá, quay kỹ, quay chuẩn đến với tay người sử dụng luôn. Xe thì không có một dấu hiệu đổ hơi. Tất nhiên dòng xe đã qua sử dụng, bên Trần Anh cũng đã đưa qua công nghệ 4.0 xử lý và làm đẹp toàn diện trên chiếc xe rồi. Nắp capo cũng ngắt nè, xe không có một xíu độ hơi nè anh chị, anh chị coi nè, xe không có một xíu độ hơi nè, bút xoay đang bơm nè, anh chị hãy nhớ đang bắn lên đâu đó, đẹp chưa, như những giọt sương còn đọng trên lé nha, tuyệt vời. Cục máy là cực kỳ là khô ráo, anh chị thấy cục máy không, cục máy là cực kỳ là khô ráo, không có dấu hiệu là nhớt nheo. Con này sở hữu cho con này là 4 cái IC nha, 4 cái IC điện đánh vô 4 đầu ri, đốt sạch nhiên liệu toàn diện trên chiếc xe, tiết kiệm nhiên liệu đến toàn bộ cho toàn thể tất cả các khách hàng yêu dấu của Trần Anh ô tô nhé. Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, mua alo trực tiếp cho Trần Anh và bắt đầu Trần Anh sẽ test phần máy cho bà con coi. 1, 2, 3, action. Được chưa? Đó, từng nhịp bước đi trên từng con phố nhé. Đó là nơi mà Trần Anh muốn giới thiệu đến một sản phẩm, đến một dòng xe Daegu giá tiền tầm trung đến với tay người sử dụng. Anh chị đam mê về dòng Genche này thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Form dáng rất là nhỏ gọn, rất là thời thượng trong cuộc sống luôn. Một màu trắng ngọc trinh, mạnh mẽ trong một màn đêm buông xuống nha. Sau bao nhiêu năm tháng, 12 năm trôi qua, em nó vẫn đứng vững trong thị trường giới làng xe ô tô, chất xe Việt luôn anh chị ạ. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, không lỗi thời. Không lỗi thời là chất Genche 208 mà bên Trần Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác đó. Trải nghiệm ngay phần cốp xe đây. Ghế ở trong bọc toàn bộ 5D hết rồi. Bề của phần thân ghế nè, còn nguyên rin, không có dấu hiệu rách rưới, không có dấu hiệu là chảy xước nha. Nắp capo đã được mở rồi. Đèn báo cửa nè, phía sau nè, còn nguyên bản nè. Anh chị nè, nỉ cách nhiệt ở phần phía sau nè, còn nguyên rin đến từng phần keo chỉ luôn, không có dấu hiệu đâm va, không có dấu hiệu bị cấn đụng anh chị nha. Đây là phần keo chỉ rin theo nhãn xuất là đẹp chưa. Nắp capo phía sau không có dấu hiệu lỗi lầm. Đây là những cái đinh bấm nhựa, đinh bấm nhựa nè, còn nguyên bản luôn nè, mới chưa, mịn màng lắm anh chị ạ, nhẹ nhàng rất là ok trong cuộc sống luôn. Đây anh chị, đây là phần cốp sau nè, nó sạch sẽ vô cùng anh chị thấy chưa, cực kỳ là sạch sẽ. Hai bên nè, hai bên những sóng gân nhựa của em nhà sản xuất nè, còn nguyên bản nè anh chị coi nè. Đó, coi kiểm cho Trần Anh nhé. Trần Anh quay chi tiết lắm, bà con coi bà con có thể yên tâm, Trần Anh không quay dối nhé. Xe có sao thì em báo vậy luôn anh chị à, không có dấu hiệu đâm va nhé, không có dấu hiệu đâm va. Và cái cách thứ hai nữa, Trần Anh chỉ anh chị xem xe nè anh chị à,
tất cả các xe luôn. Chị muốn biết cứng hay không, anh chị chỉ cần lột cái này ra cho Trần Anh nè. Lột cái này ra nè, lột cái này ra và coi trong đây có cứng hay không. Đó, đó là cách để anh chị xem xe nhé. Anh chị thấy kỹ chưa, không có một dấu hiệu móp méo luôn. Chia sẻ cho anh chị thôi nha. Đây à, đây là phần vỏ đồ xe cua nè, trong cốp nè, còn nguyên bản thế nhà xuất luôn. Vỏ đồ xe cua đầy đủ hết nhé, lấy về là chạy thôi. Trong cốp xe là không có dấu hiệu mục mọt nè. Đó, đẹp chưa. Đó, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp đến với tay người sử dụng nha. Bên em còn rất là nhiều xe, nhiều xe vô cùng. Anh chị đam mê về dòng nào thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh. Hyundai Getz có nè, Life City bán rồi, 1, 2, 3, 4 con là khách chốt cọc hết cho Trần Anh rồi. Chỉ còn con Genche thôi anh chị ạ. Toàn từ anh quay phần gầm nè em. Anh chưa quay phần gầm mà. Đó, phong diễn đó, đẹp lắm. Hai cụm kính nè, cụm biểu tượng của Korea là chữ nó còn nguyên bản nhà xuất nè. Đây anh chị coi phần gầm nè, anh chị thấy phần gầm chưa, phần gầm mới tinh đó, phần gầm nè, phần gầm những cái đinh bấm nhựa nè còn nguyên bản luôn nè. Chị coi phần gầm nè, chắc chưa, không có dấu hiệu là mục mọt nha. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, lấy về là chạy thôi. Gầm bề cực kỳ được khô ráo, máy móc cực kỳ là êm ái luôn. Hyundai Getz, đây là bên tài xế và bên thợ máy bên Trần Anh nè. Em còn nhiều xe, anh chị đam mê về mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Đây là con Hyundai Getz nè, Hyundai Getz sản xuất năm 2010, xe đẹp nha anh chị nha. Bên Trần Anh bán giá 190 triệu, ai mua bớt luôn, bớt 10 triệu luôn, chơi sốc ở đó đó. Đó, xe cực cọp đến với tay người sử dụng. Và tiếp theo em về con dây, dây 203 nè, dây 203 là xe siêu đẹp luôn nhé. Giá cực kỳ rẻ, chỉ có 155 triệu là anh chị sở hữu ngay con dây đời 203 bên Trần Anh ô tô bán ra rồi. Một mẫu xe đẹp, một đồng sơn tốt là đến với tay người sử dụng anh chị nhé. Đam mê trải nghiệm và luôn đồng hành cùng với Trần Anh ô tô. Ở một khoảng khác bản số 48A02449, xe đẹp lắm, mang vòng tay yêu thương dành tất cả cho toàn thể tất cả các bà con cô bác luôn. Và những mẫu xe giá tầm tiền trung và những mẫu xe tầm giá tiền tầm cao, Ventura, Innova Ventura, dòng xe cao cấp bên Trần Anh ô tô đây. Con này chắc gần 800 triệu à. Con này chắc gần 800 triệu thôi. Đẹp chưa? Đó, đồng sơn đẹp, đồ rất đẹp. Ủa, sao không ra uống cà phê đi? Ra uống cà phê đi, ngồi uống cà phê đi. Nha. Uống cà phê đi. Đó, đam mê mẫu này alo cho em, dây đầy đủ trên con xe luôn rồi. Đây anh chị ạ. À, dây nè. Đồ rất đẹp chưa? Trần Anh vừa đưa con dây này qua bên trong một người thợ máy của Trần Anh kiểm tra toàn diện chất xe đây. 22 á. Cái gì em? 22 ạ. 22 nào? 202 ạ. 203 chứ em? 23 ạ. Con này 203. Đây, có anh. Anh này coi hả? Cho anh coi đi. Coi đi. Cứ live stream đi. Rồi anh cứ coi đi. Uống đi, xuống tài lào hả? Đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp á. Đây đây, đây phỏng vấn, đây đây phỏng vấn một người thợ máy. Đây là một người em trai của Trần Anh. Phương châm phục vụ của bên salon ô tô công ty là gì em? Là thứ nhất là phải ngon, bền, xe là phải chất lượng, bán xe cho khách hàng là phải ok, hư đâu sửa đó, yên tâm về sự bảo hành. Bảo hành bảo dưỡng định kỳ đúng không? Đây là một người thợ máy, thợ kẻ là làm cho bên công ty salon ô tô miền Nam bên Trần Anh ô tô, là một đại lý rất là lớn bên gara anh chị nha. Đó, chuyên về sửa tất cả các loại xe luôn. Đam mê về mẫu nào thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Đam mê về mẫu Genche này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô nhé.
Đó, Trần Anh đại diện tổng công ty Salon ô tô miền Nam chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3 đứng ra quản lý điều hành toàn bộ ba chi nhánh lớn nhất trung tâm tỉnh Lâm Đồng luôn anh chị ạ. Uy tín là nền tảng, là nền thương hiệu bên Salon ô tô miền Nam, bên Trần Anh ô tô nhé. Trần Anh ô tô luôn luôn đồng hành cùng tất cả các anh chị trên những cung đường phù sa. Ở nơi đâu có đường là nơi đó có Trần Anh ô tô, đẳng cấp, một khoảnh khắc, một cảm nhận rất là tuyệt vời về sự khác biệt đa màu sắc trong cuộc sống. Nơi đây Trần Anh gọi là một phong cách, là một thế hệ đi trước luôn anh chị ạ. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.